chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Cổng Review và mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tin đồn gần đây đã cho biết Apple sẽ chính thức tham gia cuộc đua về thông số. Mùa hè mỗi năm vẫn luôn là mùa dành cho các tin đồn về iPhone, và ngay cả một năm tồi tệ như là 2020 cũng không thể nào làm cho Apple bị ngó lơ được. Theo thông tin rò rỉ mới nhất, các Mac Pro trong thế hệ iPhone 12 sẽ được trang bị một màn hình ProMotion 120Hz. Như vậy có thể thấy rằng Apple sẽ chạy theo các nhà sản xuất Android trong trào lưu điện thoại siêu mượt của năm nay. Với một tần số quét cao như vậy, đồng nghĩa với việc thời gian sử dụng pin sẽ bị giảm đi, nhưng Apple sẽ bù trừ bằng cách tăng dung lượng của viên pin bên trong iPhone 12 Pro Max lên 4400mAh. Nói cách khác, mẫu Pro Max năm nay sẽ có một dung lượng pin ngang ngửa với nhiều mẫu flagship Android đầu bảng. Có vẻ như Apple đang bắt đầu một cuộc đua số với các hãng Android. Về tin đồn của đầu năm nay, cho biết dung lượng RAM của hai mẫu iPhone 12 Pro sẽ được tăng lên là 6GB. Cách đây chỉ vài tuần lễ, CEO Tim Cook cũng đã không ngần ngại tuyên bố rằng toàn bộ smartphone Android đều có mức hiệu năng thua kém hơn một chiếc iPhone SE 2020. Và khi ra mắt iPhone 12, Apple cũng sẽ không ngần ngại đem đối thủ Android ra để so sánh và chê bai, giống như điều mà Apple đã làm trên dòng iPhone 11 của năm ngoái. Nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, các thương hiệu Android, mà đặc biệt là các hãng đến từ Trung Quốc, sẽ gặp một vài thử thách chưa từng có trong lịch sử. Tại các sự kiện vén màn các flagship đầu bảng, Huawei, Xiaomi hay OnePlus luôn mang iPhone ra so sánh để chứng minh sự vượt trội của riêng mình. Ở phía ngược lại, Apple của những năm trước khi mà iPhone 11 được ra mắt thì sẽ không bao giờ lên tiếng phản pháo để giữ gìn hình ảnh thương hiệu. Nhưng giờ đây, nếu như những con số iPhone không còn quá thua kém và Tim Cook cũng như các cộng sự đã sẵn sàng đem smartphone Android ra để ăn miếng trả miếng, thì những chiếc điện thoại Android sẽ mất dần sức hút đối với người dùng nghiện so sánh cấu hình. Bởi dù dung lượng RAM của Android đã chạm mốc 12GB hay dung lượng pin 4500mAh cũng đã không còn quá xa lạ với người dùng Android, thì Apple vẫn không cần phải vượt mặt các đối thủ một cách hoàn toàn. Trong benchmark đơn nhân, phép đo hiệu năng chuẩn có thể nói là quan trọng nhất và thực tế nhất, thì Apple luôn đi trước Qualcomm hẳn hai thế hệ. Thường thì chip của Apple năm trước sẽ mạnh hơn cả chip của Qualcomm năm sau, và với dung lượng pin chưa đạt nổi 4000mAh trên chiếc iPhone 11 Pro Max thì vẫn có thể vượt mặt nhiều đối thủ trong bài test thử nghiệm thực tế về thời gian sử dụng pin. Xét về mặt hiệu năng, các tên tuổi như Samsung hay Huawei sẽ không bao giờ đạt đến mức tích hợp cao như iPhone. Trong tất cả các thương hiệu có mặt trên thị trường, chỉ có duy nhất Apple là nắm giữ cả 3 khâu, bao gồm thiết kế chip, thiết kế phần cứng và cả hệ điều hành. Ngay cả Google giờ đây, nếu có tự phát triển chip riêng của mình thì cũng khó lòng mà đạt được một mức tùy biến sâu như là trên nhà táo. Và thậm chí, ARM trước đây còn là một công ty con của Apple. Nói một cách cho dễ hiểu, thì khi mà thông số giữa hai bên iPhone và flagship Android trở nên tương đồng, thì điện thoại của nhà táo chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến hiệu năng. Quan trọng hơn, ngay cả khi gặp bất lợi trong cuộc chiến về thông số, thì Apple cũng đã liên tục làm chủ thị trường cao cấp trong nhiều năm. Danh sách smartphone bán chạy nhất trên thế giới thường xuyên chứng kiến các thiết bị iPhone thống trị. Vị trí số 1 gần như chắc chắn luôn thuộc về các model iPhone, trong khi Android chỉ có thể góp mặt qua các model giá rẻ. Sức hút của iOS, của mác táo cắn dở đủ lớn để Apple không cần phải san bằng khoảng cách về mặt thông số cấu hình khi sự chênh lệch giữa hai hãng Android sừng sỏ là Samsung và Huawei không quá nhiều. Dĩ nhiên, nếu vẫn nắm được thế thắng thì chắc chắn Apple đã chẳng phải quay ra công kích smartphone Android hay tham gia vào các cuộc đua số trong tương lai. Dù vẫn nắm giữ phần thắng trong phân khúc cao cấp, nhưng thật sự là doanh số của iPhone đã giảm liên tục kể từ thế hệ iPhone X cho tới nay. Buộc Tim Cook đã phải tìm cách gia tăng số lượng iPhone bán ra thay vì chỉ tìm mọi cách để tối ưu lợi nhuận như trước. Muốn gia tăng doanh số, Apple chỉ còn một con đường duy nhất, đó chính là tấn công vào khối khách hàng vốn không thuộc về Apple, hay nói cách khác, chính là những người dùng Android. Và muốn thu hút được người dùng Android, Tim Cook buộc phải chọn cách chiến đấu truyền thống của Android, đó chính là phép so sánh trực tiếp, những con số dễ so sánh và dễ hiểu. Giá iPhone cũng đang rẻ dần và danh mục iPhone bán ra cũng ngày càng một dày đặc hơn. Có lẽ Apple càng ngày đang càng Android hóa trên con đường tìm lại vinh quang xưa. Cảm ơn bài viết rất hay từ Tri Thức Trẻ. Và đây cũng là thông tin cuối cùng mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.